thùng thuốc súng Trung Đông đứng trước nguy cơ phát nổ bất cứ lúc nào khi Israel vẫn nung nấu ý định giáng đòn trả đũa Iran sau cuộc tấn công hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái vào cuối tuần trước. Phía ngược lại, Iran sẵn sàng tư thế nghênh chiến, dọa phản đòn trong vài giây với vũ khí chưa từng được triển khai. Trước tình thế căng như dây đàn giữa Israel và Iran, Trung Quốc, quốc gia được kỳ vọng giúp làm giảm leo thang, thể hiện rõ thái độ đối lập với hai bên. Về xung đột tại Đông Âu, Mỹ tuyên bố sẽ không đánh chặn tên lửa của Nga ở Ukraine, tương tự như cách đã giúp bảo vệ Israel trước Iran, lý do là gì? Đáng chú ý, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa nêu 4 nguyên tắc cụ thể nhằm chấm dứt xung đột Ukraine, cụ thể như thế nào? Các tin tức quốc tế đáng quan tâm khác. Mỹ yêu cầu Nga và Trung Quốc ngừng bảo vệ Triều Tiên, trốn tránh các lệnh trừng phạt. Các đồng minh của Mỹ là Đức và Canada tiếp tục nỗ lực hàn gắn và tăng cường mối quan hệ với Trung Quốc. Thủ tướng Úc đề xuất cấp quốc tịch cho người hùng chặn kẻ tấn công bằng dao ở Sydney. Phim tiểu sử về ông Donald Trump nhận được đề cử cho giải Cành Cọ Vàng danh giá, dự kiến khuấy đảo liên hoan phim Cannes năm nay. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị trong bản tin Thế giới hôm nay. Xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin Thế giới hôm nay và Hồng Quân sẽ cùng đồng hành cùng với quý vị trong số phát sóng hôm nay. Trước tiên thì hãy cùng với chúng tôi cập nhật về tình hình tại Trung Đông, hiện vẫn đang trong tình trạng căng thẳng cao độ. Thưa quý vị, nội các chiến tranh của Israel vừa qua đã quyết định sẽ có phản ứng rõ ràng và quyết đoán sau cuộc tấn công hàng loạt bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran. Tuy nhiên, theo truyền thông của Israel thì cách thức tiến hành như thế nào phụ thuộc vào ý muốn của Mỹ. CNN dẫn lời một quan chức Israel cho biết nội các chiến tranh của Israel sẽ tiếp tục tổ chức họp vào ngày 16 tháng 4 để thảo luận về phản ứng của họ trước cuộc tấn công của Iran. Đây là cuộc họp thứ 5 của nội các chiến tranh Israel kể từ khi Tehran tung đòn trả đũa vụ không kích được cho là của Israel vào lãnh sự quán Iran ở Damascus. Cuộc tấn công vào tối hôm ngày 13 tháng 4 là lần đầu tiên mà Iran tấn công trực diện Israel từ lãnh thổ của mình khi căng thẳng bùng phát trong khu vực vì cuộc chiến ở Gaza. Vào thứ Bảy tuần trước, ngày 13 tháng 4, Iran đã phóng một loạt tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái để đáp trả vụ ném bom vào lãnh sự quán của nước này ở thủ đô Damascus, Syria hồi đầu tháng, khiến một sĩ quan cấp cao của lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo thiệt mạng. Lực lượng phòng vệ Israel, IDF, tuyên bố họ đã bắn hạ phần lớn mục tiêu trên không nhắm vào nước này nhờ sự trợ giúp của Mỹ, Anh, Pháp, Jordan và các nước khác. Tham mưu trưởng IDF Trung tướng Herzi Halevi cho biết việc phóng một lượng lớn tên lửa và máy bay không người lái vào lãnh thổ Israel chắc chắn sẽ nhận lại phản ứng tương xứng. Nhận xét của tướng Halevi đưa ra trong chuyến thị sát căn cứ không quân Navatim gần thành phố Beersheba ở sa mạc Negev, miền Nam, một trong những địa điểm bị Iran tấn công. IDF báo cáo một số thiệt hại nhỏ ở cơ sở này, song không công bố thông tin chi tiết. Tham mưu trưởng Halevi nói, Iran muốn làm tổn hại đến nguồn lực chiến lược của nhà nước Israel, điều chưa từng xảy ra trước đây. Đồng thời cho biết thêm, IDF đã chuẩn bị cho chiến dịch lá chắn sắt để đối phó với cuộc tấn công. Ông lưu ý, Israel rất mạnh và biết cách tự vệ, nhưng đứng trước một mối đe dọa lớn và ở khoảng cách rất xa. Chúng tôi cảm kích vì có Mỹ cùng kề vai sát cánh. Theo hãng tin Mako của Israel, nội các chiến tranh của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhất trí thực hiện một số hành động để đáp trả Tehran. Nguồn tin cho biết, việc trả đũa này cần phải được Mỹ chấp thuận và tuân thủ các quy tắc do Washington đặt ra, đồng thời đảm bảo không đẩy khu vực vào một cuộc chiến tranh toàn diện. Một vấn đề khác được cân nhắc là không gây tổn hại đến những nước đã giúp đẩy lùi cuộc tấn công của Iran, bao gồm Jordan và Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, thì hãng tin Al Jazeera dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Israel có thể tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ của Iran để đáp trả. Nguồn tin nhấn mạnh, phản ứng có thể có của Israel không nhằm mục đích leo thang căng thẳng mà để chứng tỏ khả năng răn đe với Iran. Israel chưa thông báo về thời gian cụ thể cho một cuộc tấn công có thể xảy ra. Chúng tôi tiếp tục nỗ lực ngăn chặn tình hình leo thang hơn nữa, nhưng quyết định thuộc về Israel, vị quan chức nói. Trước khả năng đối diện với phản ứng trả đũa từ Israel, Iran tuyên bố họ sẽ phản đòn trong vài giây, thậm chí là triển khai các loại vũ khí chưa từng được sử dụng trước đây nếu cần thiết. Hãng thông tấn IRNA của Iran dẫn lời ông Arash Majesty, cố vấn hàng đầu của chỉ huy lực lượng Quds thuộc IRGC, cảnh báo Cộng hòa Hồi giáo Iran không tìm kiếm chiến tranh, nhưng cũng sẽ không kiềm chế khi đối mặt với sự gây hấn của đối thủ nhằm vào các làn danh đỏ của mình. Ông Majesty cho biết
Iran đã nhận được nhiều thông điệp từ Mỹ và các nước khác sau vụ tấn công của Israel vào lãnh sự quán Iran ở Syria hồi đầu tháng này, kêu gọi Tehran không tiến hành trả đũa. Tuy nhiên, điều đó không thể ngăn cản Iran trả thù. Vị cố vấn nói thêm, Mỹ và các đồng minh tin rằng Iran sẽ chọn không đáp trả hành động gây hấn của Israel một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực. Ông lưu ý, Mỹ đã kêu gọi Iran kiềm chế, nhưng đồng thời ủng hộ hành động của Israel. Đề cập đến đòn trả đũa của Iran và Israel, ông Mazadi nói, cuộc tấn công cho thấy hệ thống phòng không và vòm sắt của Israel hoàn toàn không có tác dụng ngăn chặn tên lửa của Iran. Trong khi đó, thì trong bài phát biểu trên truyền hình nhà nước, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ali Berkheri Khani cho rằng, nếu Israel chấp nhận câu trả lời mà họ nhận được vào hôm tối ngày 13 tháng 4, Tehran sẽ không có bất kỳ hành động nào khác. Tuy nhiên, vì bất kỳ lý do gì mà Israel hành động dù nhỏ nhằm vào lãnh thổ, người dân và lợi ích của Iran, Israel chắc chắn sẽ hứng chịu phản ứng quyết liệt và gay gắt. Thứ trưởng Ngoại giao Iran khẳng định họ sẽ không mất 12 đến 13 ngày để đưa ra câu trả lời, mà chỉ trong vài giây. Theo CNN, mới đây, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cũng cảnh báo bất kỳ hành động nào, dù là nhỏ nhất, chống lại lợi ích của Iran sẽ gặp phản ứng nghiêm trọng và đau đớn. Nhận xét được đưa ra trong cuộc điện đàm với tiểu vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, Tổng thống Raisi nhấn mạnh cuộc tấn công của Iran và Israel vào cuối tuần qua là hành động tự vệ hợp pháp. Đề cập đến những diễn biến leo thang gần đây liên quan đến Israel và Iran, thì Trung Quốc cho biết họ tin rằng Tehran có thể xử lý tốt tình hình và giúp cho khu vực tránh bất ổn thêm, trong khi vẫn có thể đảm bảo chủ quyền và phẩm giá của mình. Theo Tân Hoa Xã, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã nói với người đồng cấp Iran Hossein Amir Abdollahian trong cuộc điện đàm mới đây rằng Bắc Kinh lên án mạnh mẽ và kiên quyết vụ tấn công vào lãnh sự quán Iran ở Syria, coi đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và không thể chấp nhận được. Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc cho biết phía Iran đã nói rằng hành động của họ được thực hiện một cách có hạn chế và nhằm tự vệ trước cuộc tấn công lãnh sự quán. Theo ông Vương, Trung Quốc đánh giá cao việc Iran không nhắm mục tiêu vào các quốc gia láng giềng và trong khu vực, cũng như việc nước này nhắc lại sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách thân thiện. Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Amir Abdollahian nói với người đồng cấp Vương rằng Iran nhận thức rõ căng thẳng trong khu vực, sẵn sàng kiềm chế và không có ý định gây thêm bất ổn. Theo Tân Hoa Xã, ông Vương Nghị cũng có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Faisal bin Farhan Ansar, nói rằng Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Riyadh để giảm leo thang căng thẳng ở Trung Đông. Ả Rập Xê Út kỳ vọng Trung Quốc đóng vai trò tích cực và quan trọng trong nỗ lực này. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út cũng cho biết họ sẵn sàng liên lạc và phối hợp với Trung Quốc để thúc đẩy lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện ở Gaza. Thưa quý vị, liên quan đến cuộc chiến Gaza thì lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết trong ngày qua, họ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào hàng chục mục tiêu của Hamas ở dải Gaza, bao gồm một bệ phóng tên lửa, đường hầm, các địa điểm tập trung và những cơ sở hạ tầng khác. Theo IDF, sư đoàn 162 của họ tiếp tục thực hiện một chiến dịch ở trung tâm dải Gaza gần trại tị nạn Nuseirat, qua đó tiêu diệt được một số tay súng. Trong khi đó, thì hãng tin Al Jazeera cho biết dải Gaza vừa trải qua một ngày tàn khốc khác với các cuộc tấn công trên diện rộng của Israel. Tại thành phố Rafah nằm ở cực nam Gaza, nơi được cho là khu vực an toàn, ít nhất 4 người Palestine là đã thiệt mạng sau khi một ngôi nhà dân cư bị phá hủy. Các nạn nhân là những người sơ tán từ phía bắc Gaza. Họ bị máy bay chiến đấu của Israel tấn công mà không có bất kỳ cảnh báo nào trước. Tình hình ở miền trung Gaza cũng nghiêm trọng khi có thêm nhiều người bị thương ở bệnh viện Al-Aqsa do chiến dịch đang được Israel tiến hành ở phía bắc trại tị nạn Nuseirat. Ngoài ra, ít nhất 4 người Palestine khác được ghi nhận đã thiệt mạng tại thị trấn Beit Hanan sau khi một nhà dân bị phá hủy. Cập nhật diễn biến xung đột tại Đông Âu. Thưa quý vị, trong cuộc phỏng vấn với PBS New Hours được công bố vào ngày 16 tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng Nga gần đây đã thành công phá hủy nhà máy nhiệt điện Chivlia TBB ở Kiev vì Ukraine đã hết tên lửa để bảo vệ khi mà nhà máy này bị tấn công. Nhà máy Chivlia đã bị phá hủy hoàn toàn trong cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine vào ngày 11 tháng 4, khiến nhà máy mất 100% công suất phát điện. Theo ông Zelensky, Nga đã phóng 11 tên lửa về hướng của nhà máy. Ukraine đã hạ 7 tên lửa đầu tiên, nhưng 4 tên lửa sau đó đã phá hủy Chivlia. Tổng thống nói, vì sao? Bởi vì chúng tôi không có tên lửa. Chúng tôi đã hết tên lửa bảo vệ nhà máy Chivlia. Nhà máy này nằm cách Kiev chưa đầy 30 km về phía nam và là nhà cung cấp điện chính cho các tỉnh Kiev, Zhytomyr và Cherkasy.
Thủ đô của Ukraine là nơi được bảo vệ tốt nhất trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái hàng loạt của Nga, nhưng nguồn cung phòng không hiện nay đang ít đi do viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine đang bị chặn tại Quốc hội. Trong khi đó, thì Nga đã tăng cường các cuộc tấn công có chủ đích vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, áp đảo hệ thống phòng không địa phương và phá hủy một số nhà máy nhiệt điện than lớn nhất của Ukraine. Trước đó, vào hôm 13 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã tuyên bố giao ngay lập tức một khẩu đội Patriot bổ sung cho Ukraine. Thưa quý vị, Đài RT đưa tin, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, ông John Kirby, vừa qua đã nêu rõ lý do tại sao Mỹ không bắn hạ máy bay không người lái và tên lửa được Nga phóng vào Ukraine, tương tự như cách mà lực lượng Mỹ bảo vệ Israel trước cuộc tấn công của Iran vào cuối tuần trước. Mỹ, Anh và Pháp đã giúp cho Israel đẩy lùi hàng rào UAV và tên lửa lớn do Iran tung ra để trả đũa cuộc tấn công lãnh sự quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria vào đầu tháng này. Trong cuộc họp báo mới đây, khi được hỏi liệu Mỹ có thể sử dụng chiến thuật tương tự trong cuộc xung đột Ukraine hay không, ông Kirby nói, tôi biết rằng sẽ có câu hỏi này. Hãy nhìn xem, đây là hai cuộc xung đột khác nhau, không phận khác nhau và mối đe dọa cũng khác nhau. Tổng thống Biden cũng đã rõ ràng ngay từ đầu rằng Mỹ sẽ không tham gia vào xung đột Ukraine với vai trò là bên chiến đấu. Các cường quốc phương Tây đã cam kết cung cấp hỗ trợ cho Kiev trong thời gian cần thiết để đánh bại Nga. Tuy nhiên, phương Tây đã nhiều lần bác bỏ ý tưởng đối đầu trực tiếp với Nga. Khi được hỏi câu hỏi tương tự trong cuộc phỏng vấn với LBC vào hôm 15 tháng 4, Ngoại trưởng Anh ông David Cameron đã nói, trên thực tế, việc đưa lực lượng NATO đến đối đầu trực tiếp với lực lượng của Nga là một sự leo thang nguy hiểm. Tân Hoa Xã mới đây đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa qua đã đề xuất 4 nguyên tắc để khôi phục hòa bình ở Ukraine càng sớm càng tốt và ngăn chặn cuộc khủng hoảng vượt khỏi tầm kiểm soát. Theo Tân Hoa Xã, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã có cuộc trao đổi quan điểm chuyên sâu về cuộc khủng hoảng Ukraine với Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Trong cuộc gặp, ông Tập đã nói, đầu tiên, chúng ta nên ưu tiên duy trì hòa bình, ổn định và kiềm chế, không tìm kiếm lợi ích riêng. Thứ hai, chúng ta nên hạ nhiệt tình hình thay vì đổ thêm dầu vào lửa. Thứ ba, chúng ta nên tạo điều kiện để khôi phục hòa bình và kiềm chế căng thẳng leo thang hơn nữa. Thứ tư, chúng ta nên giảm tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu và kiềm chế không làm suy yếu sự ổn định của chuỗi cung ứng cũng như công nghiệp toàn cầu. Ông Sâu đang có chuyến thăm chính thức đến Bắc Kinh kể từ ngày 12 tháng 4. Đây là chuyến đi thứ hai của ông đến Trung Quốc với tư cách là Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức. Ông Sâu đã đi cùng với ba bộ trưởng Môi trường, Nông nghiệp và Giao thông Vận tải. Phái đoàn cũng gồm các đại diện của các công ty hàng đầu của Đức, đặc biệt là Siemens, BMW và Mercedes-Benz. Chuyến thăm tập trung vào quan hệ thương mại và kinh tế song phương. Trong cuộc gặp, ông Sâu cũng nói với nhà lãnh đạo Trung Quốc rằng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đe dọa đến an ninh toàn cầu, đồng thời kêu gọi Trung Quốc gây áp lực lớn hơn lên nước láng giềng và đối tác chiến lược thân cận của mình để giải quyết vấn đề xung đột. Theo truyền thông của Đức, ông Sâu cũng nói với ông Tập rằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc chiến kéo dài 2 năm không nên là điều để đem ra đe dọa. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng trước cảnh báo rằng Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu chủ quyền nước này bị đe dọa. Ông Sâu đã nói với ông Tập rằng lợi ích cốt lõi của Đức đã bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến Ukraine, vốn có nguy cơ lan rộng thành xung đột khu vực và làm gián đoạn nguồn cung năng lượng, lương thực toàn cầu cũng như các hoạt động thương mại khác. Truyền thông Đức dẫn lời ông Sâu cho biết các hành động của Nga là vi phạm nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc và nguyên tắc bất khả xâm phạm biên giới quốc gia. Trung Quốc đã từ chối chỉ trích Nga và vẫn duy trì quan hệ với Moscow. Mặc dù Bắc Kinh cho biết họ không gửi viện trợ quân sự cho Moscow, nhưng họ đã cung cấp cho Nga huyết mạch kinh tế để giúp nước này đối phó với các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Ông Tập nói, Trung Quốc sẵn sàng duy trì hợp tác với tất cả các bên liên quan, bao gồm cả Đức, về vấn đề này. Thưa quý vị, theo Reuters, thì Điện Kremlin hôm thứ Ba, ngày 16 tháng 4, đã có phản ứng lạnh nhạt đối với lời kêu gọi ngừng bắn toàn cầu trong thời gian diễn ra Thế vận hội Paris của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, vì cho rằng Ukraine có thể tận dụng cơ hội này để tổ chức lại lực lượng và tái trang bị. Trả lời yêu cầu bình luận về đề xuất của Tổng thống Pháp Macron, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nói, Tổng thống Vladimir Putin và quân đội Nga đều nhận thức rõ ràng rằng chính quyền Kiev thường sử dụng những ý tưởng, sáng kiến như vậy để cố gắng tập hợp lại lực lượng, tái vũ trang và nhiều hơn thế. Tất nhiên, điều đó sẽ làm phức tạp thêm quá trình xem xét những sáng kiến đình chiến. Ông Peskov lưu ý và cho biết thêm, cho đến nay chưa có bước tiến cụ thể nào liên quan đến việc ngừng bắn. Tạm ngừng xung đột vũ trang theo lệnh đình chiến Olympic là một truyền thống lâu đời bắt nguồn từ thời Hy Lạp cổ đại và Tổng thống Macron của Pháp cho biết ông sẽ nỗ lực đạt được điều này khi Paris đăng cai Thế vận hội năm 2024.
Ông Macron cho biết, khi Chủ tịch Tập Cận Bình tới thăm Pháp vào đầu tháng 5 này, ông sẽ nhờ lãnh đạo Trung Quốc hỗ trợ để thúc đẩy các bên đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trong thời gian diễn ra Olympic. Nhà lãnh đạo Pháp nói rằng, ông Tập đã từng làm điều tương tự trước thềm Olympic mùa đông tổ chức tại Bắc Kinh vào tháng 2 năm 2022. Olympic mùa hè lần thứ 33 diễn ra tại Paris từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8 năm nay, dự kiến có hơn 300.000 người đến xem. Pháp dự kiến sẽ triển khai 45.000 cảnh sát, 20.000 nhân viên an ninh và 15.000 binh sĩ mỗi ngày trong suốt 2 tuần diễn ra sự kiện. Giới chức Pháp lo ngại các thành phần cực đoan sẽ nhân cơ hội này tấn công, gây ra một thảm họa kinh hoàng tương tự như cuộc nổ súng đẫm máu vừa xảy ra tại nhà hát Caucus tại Moscow của Nga. Reuters trích dẫn nguồn thạo tin cho biết, Nga và Ukraine đã gần như đạt được một thỏa thuận mới nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động vận chuyển hàng hải trên Biển Đen vào tháng 3 sau 2 tháng đàm phán, nhưng mà Kiev lại đột ngột từ bỏ vào phút chót. Thỏa thuận Biển Đen ban đầu giữa Nga và Ukraine đã hết hiệu lực vào tháng 7 năm 2023, khi Moscow từ chối gia hạn sáng kiến do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian này vì cho rằng Mỹ và EU ngăn chặn xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga trái với cam kết trong thỏa thuận. Theo nguồn tin của Reuters, các cuộc đàm phán gần đây nhất do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian với sự thúc đẩy của Liên Hợp Quốc đã giúp đạt được một thỏa thuận khác nhằm đảm bảo cho hoạt động vận tải thương mại ở Biển Đen vào tháng trước. Nguồn tin cho biết, mặc dù Kiev không chính thức ký kết thỏa thuận, nhưng họ đồng ý rằng Tổng thống Recep Tayyip Erdogan có thể công bố thỏa thuận này một ngày trước cuộc bầu cử địa phương vào hôm 31 tháng 3 ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hiệp ước sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được công bố. Tuy nhiên, vào phút cuối, Ukraine bất ngờ rút lui và thỏa thuận bị phá vỡ, nguồn tin nói. Theo dự thảo mà Reuters tiếp cận được, Ankara làm trung gian cho các thỏa thuận giữa Moscow và Kiev về việc đảm bảo hoạt động đi lại tự do và an toàn cho các tàu buôn ở Biển Đen, cũng như tuân thủ công ước hàng hải. Các đảm bảo không áp dụng đối với tàu chiến, tàu chở hàng hóa quân sự, trừ khi các bên đồng ý. Theo dự thảo, cả Nga và Ukraine phải cam kết không tấn công, bắt giữ hoặc khám xét các tàu thương mại ở Biển Đen, miễn là những phương tiện khai báo chở hàng hóa phi quân sự. Lý do dẫn đến việc Kiev rút lui khỏi thỏa thuận vào phút chót vẫn chưa rõ ràng, nhưng Tổng thống Vladimir Zelensky từng cáo buộc Nga nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine trong thời gian thực hiện thỏa thuận ban đầu, qua đó khiến các quốc gia dễ bị tổn thương, gặp rủi ro. Trả lời phỏng vấn của truyền thông vào đầu năm nay, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phủ nhận việc Moscow tấn công tại Ukraine ở Biển Đen trong thời gian thỏa thuận có hiệu lực. Ông nói rằng một trong những nguyên nhân khiến Moscow không gia hạn sáng kiến ngũ cốc Biển Đen là do Kiev lạm dụng hành lang hàng hải này để triển khai các xuồng tự sát không người lái tấn công và gây thiệt hại cho các tàu và cảng của Nga. Nhà ngoại giao nói thêm rằng với thỏa thuận cũ, chỉ có 3% số ngũ cốc của Ukraine được vận chuyển đến các quốc gia cần viện trợ nhất theo danh sách của chương trình Lương thực Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, thì Moscow đã cung cấp 200.000 tấn ngũ cốc cho 6 quốc gia châu Phi với lô hàng cuối cùng được chuyển giao vào tháng 1 năm nay. Theo thông tin từ đài RT, thì thống đốc bán đảo Crimea, ông Sergei Aksionov vừa thông báo là khu vực này đã cấm người nước ngoài làm việc trong một số ngành công nghiệp nhất định do dòng người nhập cư bất hợp pháp. Theo một nghị định được ký bởi thống đốc mới đây, danh sách cấm người nước ngoài làm việc bao gồm 35 lĩnh vực, trong số đó có giao thông vận tải, nông nghiệp, chăn nuôi, săn bắn, khai thác mỏ, sản xuất thực phẩm và đồ uống, công nghệ thông tin, truyền thông, thương mại, bất động sản và giáo dục. Ông Kasinov tuyên bố, những người lao động nhập cư sẽ chỉ có thể làm việc trong ngành xây dựng và du lịch. Đồng thời nói thêm rằng, giấy phép lao động của mỗi người di cư cần phải nêu ra nghề nghiệp của họ. Thống đốc lưu ý rằng, nghị định sẽ được thông qua dần dần trong 6 tháng tới, để người lao động nhập cư và người sử dụng lao động có thời gian chuẩn bị cho những thay đổi này. Quy định mới này là tạm thời và sẽ có hiệu lực cho đến cuối năm 2024. Theo ông Aksionov, Crimea thường phải đón dòng người nhập cư bất hợp pháp. Ông khẳng định, lao động nhập cư cần phải được kiểm soát nhiều hơn và những người vi phạm nên bị trục xuất khỏi Nga. Chúng tôi hoan nghênh tất cả những người lao động nước ngoài đến làm việc ở Crimea, nhưng cần phải đưa ra quy định nhiều hơn đối với họ. Cùng chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Reuters đưa tin, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc bà Linda Thomas-Greenfield vào hôm 16 tháng 4 đã thúc giục Nga và Trung Quốc ngừng bảo vệ cho Triều Tiên trước các hoạt động trốn tránh lệnh trừng phạt đối với chương trình vũ khí của nước này. Bà Thomas-Greenfield đã đưa ra nhận xét này trong chuyến thăm khu phi quân sự, khu vực biên giới được củng cố nghiêm ngặt giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Chuyến đi của bà đến Hàn Quốc diễn ra sau khi Nga từ chối việc gia hạn thêm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm vào các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, vốn đã được áp dụng trong vòng 15 năm qua. Bà Thomas Greenfield nói, Moscow và Bắc Kinh hiện đang sử dụng lập trường của họ trong Hội đồng Bảo an để bảo vệ Triều Tiên khỏi trách nhiệm giải trình.
đặc phái viên cho biết Washington luôn thúc giục Bình Nhưỡng ngừng khiêu khích và chấp nhận đối thoại. Bà nói Mỹ sẽ làm việc với Hàn Quốc, Nhật Bản và các đối tác khác tại Hội đồng Bảo an để giám sát việc thực thi các biện pháp trừng phạt cũng như các công việc khác do Hội đồng thực hiện. Theo thông tin từ Reuters, thì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết vào hôm 16 tháng 4 rằng quan hệ hai chiều với Đức sẽ tiếp tục phát triển ổn định miễn là cả hai bên có cùng điểm chung và tôn trọng sự khác biệt của nhau. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra bình luận này trong cuộc họp song phương với Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Bắc Kinh. Ông cho biết cả hai bên cũng nên cảnh giác với chủ nghĩa bảo thủ và nhấn mạnh vào việc kiểm tra các vấn đề liên quan đến năng lực sản xuất. Ông Scholz cũng đang có chuyến thăm 3 ngày tới Trung Quốc, lần đầu tiên kể từ khi chính phủ của ông đưa ra chiến lược vào năm ngoái để tránh trói buộc Đức quá chặt với nền kinh tế lớn thứ hai của thế giới. Chuyến thăm của ông diễn ra giữa lúc Liên minh châu Âu EU đang lo ngại trước các mối đe dọa của hàng hóa Trung Quốc đối với các doanh nghiệp châu Âu. Ngoại trưởng Canada Melanie Joly sẽ cử cấp phó của mình tới Trung Quốc trong một nỗ lực giúp làm tan băng mối quan hệ vốn nguội lạnh với Bắc Kinh. Thông tin vừa được AFP trích dẫn nguồn tin từ chính phủ Canada cho biết. Theo nguồn tin, Ottawa muốn bình thường hóa quan hệ song phương với Trung Quốc và chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao David Morrison là một phần trong đó. Lịch trình cụ thể của chuyến đi dự kiến diễn ra trong vài ngày tới chưa được công bố. Mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Ottawa đã trở nên căng thẳng trong những năm qua. Vụ bắt giữ một giám đốc điều hành viễn thông cấp cao của Trung Quốc theo lệnh của Mỹ tại Vancouver vào tháng 12 năm 2018 và việc Trung Quốc bắt giữ hai công dân Canada vì tội gián điệp để trả đũa sau đó đã đẩy quan hệ hai nước vào tình trạng đóng băng sâu sắc. Gần đây, căng thẳng tiếp tục leo thang sau thông tin cho rằng Trung Quốc can thiệp vào cuộc bầu cử ở Canada vào năm 2019 và 2021. Ottawa đã mở cuộc điều tra công khai về cáo buộc mà Bắc Kinh phủ nhận có liên quan. Năm ngoái thì Ngoại trưởng Canada Joly đã trục xuất một nhà ngoại giao Trung Quốc, người bị cho là âm mưu đe dọa một nghị sĩ gốc Hoa từng chỉ trích đảng cầm quyền Trung Quốc và người thân của chính trị gia này tại Hồng Kông. Ottawa cũng lên án cuộc đàn áp an ninh ở Hồng Kông và cách đối xử của Trung Quốc đối với người thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Tuy nhiên, sức ép ngày càng gia tăng từ các doanh nghiệp đòi hỏi hai nước phải hàn gắn mối quan hệ. Úc và Mỹ cũng đang tìm cách giải quyết căng thẳng với Bắc Kinh khi nhiều quan chức cấp cao của hai nước này đều đến thăm Trung Quốc trong những tháng gần đây. Bản thân Ngoại trưởng Joly của Canada chưa từng đến Trung Quốc kể từ khi nhậm chức vào năm 2021, nhưng bà đã gặp gỡ người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị vào tháng 2 bên lề Hội nghị An ninh Munich. Thưa quý vị, tờ South China Morning Post đưa tin Indonesia vừa bác bỏ thông tin cho rằng nước này muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel như một sự trao đổi để trở thành thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Tuy nhiên, thì các nhà quan sát nhận định việc bình thường hóa quan hệ với Israel để giành một ghế trong OECD sẽ là hành động tự hủy chính trị đối với quốc gia Đông Nam Á này. Theo trang tin YNS của Israel đưa tin tuần trước, một thỏa thuận được cho là để Jakarta chính thức công nhận và bình thường hóa quan hệ với Israel trước cuộc bỏ phiếu về việc Indonesia gia nhập Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế gồm 38 thành viên đã được thiết lập. Để gia nhập Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, ứng viên nộp đơn phải giành được sự chấp thuận của tất cả quốc gia thành viên hiện tại, bao gồm cả Israel. Các ứng viên cần thể hiện sự đồng lòng về tuyên bố lẫn hành động trong mối quan hệ của họ với tổ chức và giữa thành viên của tổ chức. Nhưng theo bà Dina Sulaiman, người sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Trung Đông Indonesia, thì nếu bất kỳ chính trị gia Indonesia nào lên tiếng về việc bình thường hóa quan hệ với quốc gia có đa số người Do Thái này sẽ là tự sát chính trị. Bà giải thích luận điểm này với This Week in Asia vì phần lớn công chúng Indonesia vẫn ủng hộ Palestine. Các nhà quan sát cho biết, động thái ủng hộ mối quan hệ với Israel trong bối cảnh cuộc chiến tàn khốc ở Gaza sẽ tạo ra sự hỗn loạn và làn sóng bất đồng chính kiến tại quốc gia đa số người Hồi giáo lớn nhất thế giới này. Bài viết của trang YNS được công bố vào ngày 11 tháng 4 đã trích dẫn một lá thư được Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế gửi vào tháng trước cho Bộ trưởng Ngoại giao Israel, đề cập đến nội dung Indonesia phải thiết lập quan hệ ngoại giao với tất cả thành viên OECD trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc gia nhập tổ chức. YNS còn trích dẫn thêm một bức thư cho biết là Bộ trưởng Ngoại giao Israel gửi Tổng thư ký OECD vào ngày 10 tháng 4 với nội dung về việc Indonesia gia nhập OECD sẽ mất tới 3 năm. Và Israel được nắm quyền phủ quyết nếu Jakarta không bình thường hóa quan hệ. Jakarta đã bác bỏ các tuyên bố này. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Indonesia hôm 11 tháng 4 khẳng định không có kế hoạch mở ra quan hệ ngoại giao với Israel, đặc biệt là sau các hành động tàn bạo của Israel ở Gaza. Lập trường của Indonesia không thay đổi. Chúng tôi vẫn kiên quyết ủng hộ nền độc lập của Palestine trong khuôn khổ giải pháp hai nhà nước. Indonesia sẽ luôn nhất quán và đi đầu trong việc bảo vệ quyền lợi của người dân Palestine.
phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Indonesia đã nói. Người phát ngôn cũng cho biết sẽ mất khá nhiều thời gian để Indonesia có thể gia nhập OECD, nhưng lưu ý rằng Jakarta đã lên kế hoạch thông qua lộ trình trở thành thành viên của tổ chức này vào tháng tới. Tại cuộc họp của các đại sứ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế hồi tháng 1, Israel được cho là đã phản đối việc Indonesia gia nhập tổ chức này do giữa hai nước không có quan hệ ngoại giao. Thông tin của YNET không phải là báo cáo đầu tiên trong năm nay cho rằng Indonesia đang chuẩn bị chính thức công nhận ngoại giao với Israel. Song, dù sự thật của các báo cáo là gì, Jakarta có thể sẽ không thể bình thường hóa quan hệ với Israel vào lúc này bởi vì tâm lý phẫn nộ của phần lớn công chúng Indonesia trước bối cảnh cuộc chiến Gaza đẫm máu, trong đó hơn 33.000 người Palestine đã thiệt mạng. Bà Sulaiman từ Trung tâm Nghiên cứu Trung Đông Indonesia nhận định, đặc biệt trong vài tháng qua, tình cảm của công chúng rất ủng hộ Palestine vì mọi người lo ngại về những gì đang xảy ra ở Gaza. Tôi chắc chắn rằng việc bình thường hóa quan hệ với Israel sẽ không xảy ra trong tương lai gần. Theo một cuộc khảo sát do Viện IGAS Yusof Ishak của Singapore công bố hồi đầu tháng này cho thấy, 74,7% người Indonesia được hỏi đã coi cuộc chiến Israel-Gaza là mối quan tâm địa chính trị hàng đầu của họ và gần 80% số người được hỏi lo ngại rằng cuộc tấn công vào Gaza đã đi quá xa. Bà Siti Mutiyas Setiawati, người giảng dạy về quản trị và chính trị Trung Đông tại Đại học Gajah Mada ở Yogyakarta điểm lại, Israel và Indonesia đã có các cam kết quốc phòng không chính thức trong nhiều năm, đồng thời trích dẫn việc không quân Indonesia mua 30 máy bay chiến đấu Skyhawk từ đối tác Israel trong giai đoạn 1979-1982 và đào tạo phi công Indonesia tại một căn cứ không quân ở Israel trong cùng thời gian đó. Nhưng những mối quan hệ không chính thức như vậy khó có thể dẫn tới một mối quan hệ ngoại giao đầy đủ chỉ vì lý do Indonesia mong muốn trở thành thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. Bà Siti nói, sẽ có sự hỗn loạn và làn sóng bất đồng chính kiến trong xã hội nếu mối bang giao được thiết lập chỉ vì muốn ngồi vào một tổ chức như vậy. Chính sách đối ngoại nhất quán nhất của Indonesia là vấn đề Palestine. Kể từ khi nhà lãnh đạo độc lập của Indonesia Sukarno cho đến Tổng thống Indonesia hiện tại Joko Widodo, nửa thế kỷ qua chưa có Tổng thống nào đề xuất mở quan hệ ngoại giao với Israel. Về lĩnh vực an ninh trật tự xã hội, thưa quý vị, Thủ tướng Úc Anthony Albanese vào hôm thứ Ba, ngày 16 tháng 4, đã đề nghị cấp quốc tịch cho một công dân Pháp can đảm chống lại kẻ tấn công bằng dao tại trung tâm thương mại sầm uất ở Sydney vào cuối tuần trước, chỉ với một cây trụ chắn xe. Anh Damien Gouros đã được vinh danh là người hùng sau vụ tấn công hôm thứ Bảy, khiến 6 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Thủ tướng Albanese ca ngợi và cảm ơn anh Gouros vì sự dũng cảm phi thường khi đối đầu với kẻ tấn công trên thang cuốn, ngăn chặn người này tiếp cận với nhiều nạn nhân hơn. Tôi muốn gửi thông điệp tới Damien Gouros, người đang trong quá trình xin thị thực rằng anh được chào đón ở đây và có thể lưu trú bao lâu tùy thích. Nhà lãnh đạo nói và nhấn mạnh thêm, đây là người mà chúng tôi hoan nghênh trở thành công dân Úc, mặc dù điều đó sẽ là một mất mát đối với nước Pháp. Theo Thủ tướng Albanese, hành động dũng cảm của anh Gouros nói lên rất nhiều điều về bản chất của con người vào thời điểm chúng ta phải đối mặt với tình huống khó khăn. Rằng là một ai đó không phải công dân nước này cũng đã dũng cảm đứng trên chiếc thang cuốn đó, chặn kẻ ác di chuyển lên tầng khác và có thể tàn sát thêm nhiều người. 5 phụ nữ và một nhân viên bảo vệ người Pakistan đã thiệt mạng trong vụ việc mà cảnh sát cho rằng không phải là một cuộc tấn công cực đoan. Hung thủ được xác định là Charles Couchy, khoảng 40 tuổi và đã bị vô hiệu hóa tại hiện trường. Cảnh sát đang điều tra về khả năng đối tượng người có tiền sử mắc bệnh tâm thần có nhắm mục tiêu cụ thể vào phụ nữ hay không. Nhà chức trách Indonesia hôm thứ Ba, ngày 16 tháng 4 thông báo kết thúc hoạt động tìm kiếm cứu nạn cứu hộ vụ lở đất nghiêm trọng trên đảo Sulawesi, miền trung của nước này. Số người chết được cập nhật lên 20 người. Mưa lớn đã gây ra sạt lở đất ở hai ngôi làng thuộc huyện Tana, Toraja, tỉnh Nam Sulawesi vào tối thứ Bảy tuần trước. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hai người mất tích cuối cùng vào hôm thứ Hai, bao gồm một đứa trẻ 3 tuổi cùng người mẹ. Ông Marcianos Bukabels, người đứng đầu cơ quan cứu hộ cứu nạn địa phương cho biết, với việc tìm thấy hai nạn nhân này, hoạt động tìm kiếm kết thúc và lực lượng cứu hộ đã trở về đơn vị. Indonesia thường xuyên ghi nhận lở đất vào mùa mưa và vấn đề này ngày càng trở nên nghiêm trọng do nạn phá rừng. Tháng trước thì lũ quét và lở đất đã giết chết gần 30 người trên đảo Sumatra của Indonesia, với nhiều người có mất tích. Những trận mưa xối xả cũng phá hủy hàng trăm ngôi nhà và khiến hàng nghìn người phải di rời. Thưa quý vị, mưa lớn và lũ lụt cũng đã gây ra những thiệt hại rất là lớn về nhân mạng và nhà cửa cho người dân ở nhiều khu vực của Pakistan và quốc gia láng giềng Afghanistan. Thông tin được Reuters đăng tải.
Các quan chức quản lý thảm họa Pakistan báo cáo có gần 40 người thiệt mạng và nhiều trường hợp khác bị thương do mưa lũ trong 3 ngày qua. Ít nhất 8 người, bao gồm 3 đàn ông, 1 phụ nữ và 4 trẻ em, được ghi nhận thiệt mạng ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, tỉnh phía Tây Bắc, khi mưa lớn khiến nhà cửa của họ bị sập. Khoảng 45 ngôi nhà khác trong khu vực cũng đã bị hư hại. Tại tỉnh Balochistan phía Tây Nam thì 7 người chết, trong đó có 5 trường hợp bị sét đánh và 2 trường hợp bị mái nhà sập đè. Tại tỉnh miền Trung Punjab ghi nhận nhiều người thiệt mạng nhất do mưa lũ với hơn 20 trường hợp, bao gồm 7 trẻ em bị sét đánh. Theo hãng thông tấn ABB của Pakistan, Thủ tướng nước này, ông Shehbaz Sharif đã gửi lời chia buồn đến gia đình của các nạn nhân, đồng thời cho biết ông đã chỉ thị cho các cơ quan quản lý thiên tai quốc gia phối hợp với cơ quan cấp địa phương để hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng. Các nhà khí tượng dự báo sẽ tiếp tục có mưa nhiều hơn ở các vùng phía tây đất nước và phần lớn tại tỉnh Balochistan trong những ngày tới. Ở Afghanistan, lũ lụt do mưa gió dữ dội đã tàn phá mùa màng và cơ sở hạ tầng, đồng thời khiến một số người thiệt mạng và bị thương. Tại các ngôi làng thuộc huyện Lapur, tỉnh Nangarhar, người dân đang dọn dẹp đống đổ nát của những ngôi nhà bị lũ phá hủy hoàn toàn. Họ cố gắng giải cứu gia súc, thu lượm đồ đạc bị chôn vùi dưới bùn đất. Khoảng 200 mẫu đất nông nghiệp của người dân trong làng này đã bị lũ lụt phá hủy. Mùa màng gần như đã sẵn sàng để thu hoạch, nhưng lũ lụt đã tàn phá tất cả. Gần 200 ngôi nhà có thể bị lũ nhấn chìm. Những làng thuộc huyện Lapur đều đang đối diện với nguy cơ bị lũ lụt. Nó thường xảy ra vào ban đêm và càn quét toàn bộ động vật và con người. Ông Mohammad Abdullah Zashas, người phát ngôn của chính quyền Taliban cai trị Afghanistan cho biết, hơn 30 người đã chết vì lũ lụt và khoảng 25 người khác bị thương. AFP dẫn lời của các quan chức cho biết, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm khoảng 15 người bị mất tích sau khi một chiếc thuyền chở họ bị lật úp trên sông The Helm thuộc thành phố Srinagar của vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát hôm thứ Ba ngày 16 tháng 4. Trong số những người mất tích, có trẻ em đang trên đường đến trường. Nước sông The Helm dâng cao sau nhiều ngày mưa đổ xuống thung lũng Kashmir thuộc dãy Himalaya. Các nhân chứng cho biết, sợi dây được sử dụng để điều hướng thuyền qua sông đã bị đứt do sức ép của dòng nước chảy xiết. Một quan chức cấp cao ở Kashmir đã nói với AFP rằng, đội cứu hộ đã có mặt tại hiện trường. Chúng tôi đang điều tra thông tin chi tiết về sự cố này. Mỗi sáng thì nhiều nhân viên văn phòng và học sinh thường lựa chọn đi thuyền qua sông để tránh tắc đường. Tai nạn thường xuyên xảy ra trên những con đường hiểm trở miền núi, nhưng các tai nạn tàu thuyền lại hiếm hoi. Thưa quý vị, ở châu Âu thì vùng Urals phía nam của nước Nga và phía bắc của Kazakhstan đang tiếp tục vật lộn với trận lũ lụt tồi tệ nhất trong lịch sử, buộc hơn 125.000 người phải rời bỏ nhà cửa của mình. Theo TASS đưa tin, số lượng nhà dân bị ngập trên lãnh thổ Nga do lũ lụt mùa xuân đã giảm, trong số đó chỉ còn lại chưa đến 15.000 ngôi nhà, nhiều nhất ở vùng Orenburg. Nguồn tin cho biết, tính đến sáng ngày 16 tháng 4, phía Nga còn 14.960 nhà dân ở 197 khu dân cư bị ngập lụt, trong đó có vùng Orenburg, nơi đang gặp tình trạng khó khăn nhất, có đến 14.409 nhà dân và 181 nhà dân ở vùng Samara, 305 nhà dân ở vùng Kurgan. Ngoài ra, còn 27.688 ngôi nhà, 102 cây cầu vượt sông thấp và 79 đoạn đường cao tốc cũng bị ngập lụt bủa vây. Đồng thời, cơ quan chức năng khu vực ngập lụt lãnh thổ Nga đã khắc phục được tổng cộng 1.057 nhà dân và 1.659 khu vực, 11 cây cầu vượt nước thấp và 11 đoạn đường cao tốc đã được dọn sạch trong ngày. Còn tại lãnh thổ nước láng giềng, một nhà báo của Reuters cho biết một số quận của thành phố Petropavlovsk phía bắc của Kazakhstan đã bị ngập hoàn toàn. Thành phố này nằm bên sông Ishim, một nhánh của Istis, nhánh chính của sông Ob. Tuyết tan chảy nhanh chóng đã làm dâng cao các nhánh của sông Ob, bắt nguồn từ dãy Altai ở phía nam của Siberia và đổ vào Bắc Băng Dương, dâng quá mức cảnh báo khiến một số thành phố ở Nga và Kazakhstan chìm trong nước. Các quan chức địa phương ở phía Kazakhstan cho biết gần 1.000 ngôi nhà đã bị ngập lụt ở khu vực Bắc Kazakhstan, trong đó thì Petropavlovsk là trung tâm và hơn 5.000 người đã phải sơ tán, đã xảy ra gián đoạn trong việc cung cấp điện và nước trong thành phố này. Reuters đưa tin một trận hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại trụ sở của phòng thương mại ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch, khiến phần tháp tòa nhà đổ sập vào hôm thứ Ba ngày 16 tháng 4. Cảnh tượng kinh hoàng ở hiện trường làm gợi nhớ đến vụ cháy nhà thờ Đức Bà ở Paris, nước Pháp vào năm 2019. Video quay lại sự việc cho thấy nhiều người hối hả đưa các bức tranh lớn ra khỏi tòa nhà để tránh cho những hiện vật lịch sử này bị hư hại. Lực lượng cứu hỏa gặp khó khăn trong việc tiếp cận đám cháy do các giàn giáo xung quanh tòa nhà, trong khi mái đồng của công trình có khả năng giữ nhiệt. Cảnh sát cho biết chưa có báo cáo ngay lập tức về thương vong.
Nguyên nhân vụ việc cũng chưa được xác định. Được biết, hỏa hoạn xảy ra khi tòa nhà đang trong quá trình cải tạo. Lực lượng an ninh đã yêu cầu người dân tránh lái xe vào khu vực nội đô. Phòng thương mại Đan Mạch trước đây là sàn giao dịch chứng khoán cũ của Copenhagen, một trong những công trình mang tính biểu tượng hàng đầu của quốc gia Bắc Âu này, với lối kiến trúc theo phong cách phục hưng và có ngọn tháp được thiết kế thành hình đuôi của bốn con rồng quấn vào nhau. Trở lại châu Á, thưa quý vị, đài NHK của Nhật Bản đưa tin một người sử dụng xe lăn điện đã bị ngăn lên chuyến bay ở Okinawa, miền nam của nước này hồi đầu tháng vì hãng hàng không không thể kiểm tra trực quan bộ phận pin của thiết bị. Vụ việc khiến cho Bộ Giao thông Nhật Bản phải lên tiếng. Vụ việc xảy ra vào ngày 5 tháng 4 tại sân bay Naha ở thành phố Naha trên hòn đảo chính của Okinawa. Đây là một trong những sân bay cửa ngõ quan trọng cho hành khách đến và đi từ Okinawa. Hãng hàng không giá rẻ Peace Aviation đã từ chối vận chuyển xe lăn điện của một hành khách lên một chuyến bay tới Đài Loan, mặc dù hành khách đã thông báo trước đó cho hãng hàng không về mẫu xe lăn và loại pin của mình. Nhưng hãng đã nói pin được ẩn sau một tấm tre và không thể nhìn thấy được. Hãng cho biết quy định nội bộ của họ yêu cầu phải kiểm tra một cách trực quan. Hãng Peace Aviation cho biết họ đã xin lỗi hành khách và bố trí cho hành khách một chuyến bay thay thế của hãng hàng không khác. Vụ việc đã khiến cho Bộ Giao thông Nhật Bản phải thông báo rằng việc kiểm tra trực quan như vậy là không nhất thiết phải thực hiện. Bộ Giao thông hôm đầu tuần đã thông báo cho các công ty hàng không rằng các tiêu chuẩn theo luật hàng không cho phép hành khách khai báo thông số kỹ thuật của pin thông qua tài liệu hoặc lời nói. Bộ trưởng Giao thông Saito Tetsuo vào ngày 16 tháng 4 cho biết Bộ sẽ xác minh xem hãng Peace Aviation có chính sách và thái độ quan tâm hợp lý đến người khuyết tật hay không và sẽ đưa ra hướng dẫn cho công ty nếu cần thiết. Peace Aviation cho biết họ sẽ xem xét phản hồi dựa trên thông báo của Bộ. Thưa quý vị, chính quyền Hàn Quốc vừa phát hiện ra một số mặt hàng nguy hiểm, chẳng hạn như là súng bắn đinh bằng hơi trong xây dựng có thể đe dọa đến tính mạng của con người, nhưng lại dễ dàng mua được thông qua các nền tảng mua sắm trực tuyến phổ biến ở nước ngoài. Hôm 15 tháng 4, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc NIS đã công bố kết quả của cuộc thanh tra về các mặt hàng nguy hiểm. Các quan chức của cơ quan này đang nhanh chóng đưa ra các biện pháp đối phó để phòng chống việc người tiêu dùng trong nước tiếp cận với các sản phẩm nguy hiểm, bao gồm cung nỏ dạng súng và súng gây động dùng để ngăn chặn chim, cũng như súng bắn đinh bằng hơi là các loại súng nhập khẩu bị coi là bất hợp pháp ở Hàn Quốc. Cơ quan Tình báo Quốc gia đã kiểm tra các sản phẩm được bán tại nhiều nền tảng thương mại điện tử ở nước ngoài và nhận thấy số lượng người dùng ở Hàn Quốc tăng nhanh. Cơ quan này không tiết lộ tên của các nền tảng, nhưng chúng được cho là các nền tảng lớn như là Amazon hay là AliExpress. Trong quá trình kiểm tra, Cơ quan Tình báo Quốc gia cũng xác nhận người tiêu dùng có thể dễ dàng mua các bộ phận của súng tự chế trên nền tảng trực tuyến đó. Một quan chức cho biết, không dễ để quản lý các nền tảng mua sắm trực tuyến ở nước ngoài vì luật trong nước khó có thể áp dụng được. Chúng tôi nhận thấy rằng một số sản phẩm có thể qua được hải quan mà không có bất kỳ hạn chế nào. Cơ quan tình báo đã tiến hành thử nghiệm súng bắn đinh kích hoạt bằng hơi và 3 loại súng lắp ráp mua nước ngoài. Tất cả sản phẩm này được xác định là có thể gây thương tích nghiêm trọng cho con người. Cơ quan này lưu ý, những khẩu súng tự lắp ráp bao gồm một khẩu súng hình ống từng được dùng để ám sát cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào năm 2022. Vào thời điểm đó, kẻ tấn công được cho là cũng đã chế tạo vũ khí này trong 1 hoặc 2 ngày, sau đó có trong tay những bộ phận được làm từ gỗ và ống kim loại. Cơ quan tình báo quốc gia cho biết họ đang hợp tác với cơ quan hải quan Hàn Quốc và các cơ quan liên quan khác để ngăn chặn việc vận chuyển các mặt hàng nguy hiểm đến tính mạng vào Hàn Quốc theo luật chống khủng bố. Thưa quý vị, đài RT đưa tin The Apprentice, bộ phim tiểu sử về những năm tháng trưởng thành của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa được chọn vào danh sách 18 tác phẩm ứng cử cho giải Cành Cọ Vàng danh giá tại Liên hoan phim Cannes 2024. Được cầm trịch bởi đạo diễn nổi tiếng người Iran gốc Đan Mạch Ali Abbasi, The Apprentice xoay quanh câu chuyện về cách mà chàng trai trẻ Donald Trump bắt đầu sự nghiệp kinh doanh bất động sản ở New York trong những năm 1970-1980 và gặp gỡ cố vấn chính trị của mình, Roy Cohn. Sebastian Stan, ngôi sao quen thuộc qua các vai diễn trong phim siêu anh hùng Marvel và loạt phim ngắn Pam and Tommy năm 2022, đóng vai Trump, trong khi nam diễn viên đoạt giải Emmy với phim Succession, Zemary Strong, đóng vai luật sư Roy Cohn. Nữ diễn viên người Bulgaria Maria Bagalova thủ vai Ivana Zenikova, người vợ đầu tiên của ông Trump và là mẹ của con gái ông Ivanka, cùng các con trai Jonah Jr. và Eric. Bộ phim sẽ tái hiện các dự án kinh doanh ban đầu của ông Trump và sự thăng tiến của ông sau khi tham gia và tiếp quản đế chế bất động sản của cha mình. Dưới sự lãnh đạo của ông, công ty đã mở rộng từ các dự án nhà ở sang sòng bạc và khách sạn, bao gồm cả tòa nhà Trump Tower ở Manhattan và các tài sản bất động sản mang thương hiệu Trump khác.
Ông Trump hiện có tài sản ước tính khoảng 4,6 tỷ đô la Mỹ và được xếp hạng là người giàu thứ 697 của thế giới. Năm 2016, ông Trump đã gây chấn động thế giới với chiến thắng trước ứng cử viên Đảng Dân Chủ bà Hillary Clinton để trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ. Ông rời nhiệm sở sau khi thua ông Joe Biden trong cuộc bầu cử vào năm 2020. Ông Trump hiện là ứng cử viên sáng giá của Đảng Cộng Hòa cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Thưa quý vị, ngọn lửa của Thế vận hội Olympic mùa hè Paris 2024 được thắp sáng tại đền Olympia cổ đại của Hy Lạp và lễ thắp sáng chính thức bắt đầu vào khoảng 11h30 phút theo giờ địa phương ở Hy Lạp, tức là khoảng 15h30 phút theo giờ Việt Nam chiều qua. Nằm ở phía tây bán đảo Peloponnese ở Hy Lạp, di tích khảo cổ Olympia cổ đại trước đây từng là nơi tổ chức các cuộc thi thể thao giữa các thành bang thời Hy Lạp cổ đại. Thế vận hội Olympic đầu tiên được tổ chức ở đây vào năm 776 trước Công nguyên, với các thế vận hội tiếp theo diễn ra 4 năm một lần cho đến năm 393 sau Công nguyên, khi chúng bị cấm bởi người La Mã cổ đại. Ban đầu, ngọn đuốc được thắp từ ánh sáng mặt trời, được coi là một biểu tượng của sự linh thiêng và niềm hy vọng cho sự kiện tinh thần quan trọng thời cổ đại. Kể từ đó, lễ thắp đuốc Olympic đã trở thành một phần không thể thiếu của mỗi thế vận hội mùa hè. Nó được coi là biểu tượng của sự kết nối giữa thể thao hiện đại và di sản cổ điển của Hy Lạp. Lễ thắp lửa Olympic ngày 16 tháng 4 sẽ được tổ chức tại hai địa điểm lịch sử trong khu di tích Olympia là sân vận động và đền thờ nữ thần Hera. Sau khi ngọn lửa được thắp lên tại đền thờ Hera, ngôi đền cổ nhất tại đây, ngọn lửa sẽ được các nữ diễn viên đóng vai nữ tu sĩ hộ tống trở lại sân vận động. Tại sân vận động, lửa sẽ được thắp sáng ngọn đuốc khai mạc Thế vận hội Olympic Paris. Sau 11 ngày tiếp sức khắp Hy Lạp, ngọn lửa Olympic sẽ đến Athens trước lễ bàn giao cho ban tổ chức Paris 2024 vào ngày 26 tháng 4. Thế vận hội Paris sẽ được tổ chức từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8. Thưa quý vị, mới đây thì hai cậu bé người Đức đã phát hiện ra những mảnh xương được một nhà khoa học cho rằng thuộc về loài voi tiền sử sống ở vùng ngoại ô Munich khoảng 10 triệu năm trước. Đây là loài động vật có vú trên cạn lớn nhất từng tồn tại ở Đức, với chiều cao đến vai lên tới 5 mét và trọng lượng lên tới 12 tấn. Thông tin được Reuters đăng tải. Anh Peter Kapustin, cha của hai đứa trẻ tìm thấy những mảnh xương cổ xưa, cho biết phát hiện hiếm hoi này là từ năm ngoái và giờ mới được trưng bày hôm thứ Hai, ngày 15 tháng 4. Anh Peter Kapustin, giám đốc bảo tàng nơi trưng bày bộ xương, đã tìm hiểu về nguồn gốc mảnh xương. Đây là loài đã tuyệt chủng từ lâu, được biết đến với cái tên Deinotheria. Nếu dịch chính xác thì chúng được gọi là những con thú khủng khiếp, hay còn gọi là Haurelephant, voi có ngà. Nó được mô tả là loài động vật có vú cao đến vai, lên tới 5 mét và trọng lượng lên tới 12 tấn. Có ngà mọc ra từ hàm dưới, hoàn toàn khác với những gì mà chúng ta biết về loài voi sống ngày nay. Có rất nhiều suy đoán về lý do tại sao những con voi bị chôn vùi ở đó. Đó có thể là một sự kiện lớn như là trận lũ lụt quét qua nhanh, vì chúng không thể bị giết bởi một con vật nào khác. Chúng tôi không tìm thấy vết cắn nào trên xương. Các mảnh xương cho thấy các con voi đã nhanh chóng bị đất bao phủ, bởi vì một số mảnh xương thực sự ở tình trạng hoàn hảo. Rất hiếm khi mà tìm thấy được xương có niên đại 10 triệu năm tuổi ở lưu vực vùng núi trầm tích Molasse, Bayern của nước Đức. Bạn đang chỉ nhìn thấy hàm dưới của nó ở đây, là do hàm trên của hộp sọ vẫn chưa được xử lý để trưng bày ở đây. Việc phát hiện cốt xương của loài voi này là rất hiếm, cũng như đối với khoa học, đặc biệt là khi bạn có xương của những con thú con và nhiều hơn một con. Từ đó bạn có thể hiểu được điều gì đó dựa trên hành vi sống của chúng. Sau các cuộc khai quật rộng rãi gần ngôi làng nhỏ Wipperdorf ở Bavaria, quận Erding gần Munich, tổng cộng 120 bộ xương đã được tìm thấy. Ban đầu, Konstantin Kapustin, 9 tuổi, và em trai Alexander, 10 tuổi, chỉ nhìn thấy một chiếc xương. Hai anh em cháu lúc đầu còn nghĩ đó là gỗ, nhưng bố cháu khẳng định đó là xương. Lúc chúng cháu gỡ nó ra khỏi lớp đất, một mảnh rất lớn đã rơi, và bố sợ rằng xương đã bị gãy. Nhưng may mắn là nó không bị làm sao. Nhà cổ sinh vật học Nils Noeska cho biết một số xương đã bị gãy nặng khi được tìm thấy. Nếu dùng xẻng múc xương thì xương sẽ vỡ thành nghìn mảnh.
Chúng tôi tìm thấy hóa thạch xương của một con vật trưởng thành và một con chưa trưởng thành đều thuộc giống voi có ngà. Con chưa trưởng thành vẫn mang những đặc điểm của một con non. Ví dụ, các đốt xương và răng chưa phát triển hoàn toàn và các răng vẫn chưa thể hiện bất kỳ vết mài mòn nào. Bạn biết rằng, chúng là loài ăn cây cỏ. Khi chúng ăn cây, thì răng chúng sẽ mài vào nhau, trong khi tệp răng non được tìm thấy hầu như là không thể hiện điều đó. Ngay cả những chiếc răng cửa cũng chưa phát triển hết. Một số xương đã bị gãy nặng nên rễ cây đã ăn sâu vào xương. Bạn phải tưởng tượng có một áp lực rất lớn từ ngọn núi với cát đè xuống xương. Vì vậy, chúng đã bị hỏng rồi. Nếu người dùng xẻng xúc xương, thì xương sẽ bị vỡ nghìn mảnh. Vì vậy, chúng tôi buộc phải đổ hàng lít keo siêu dính vào các vết nứt. Chúng tôi để nguyên đất cát bên trong các vết nứt để xương không bị rời ra. Áp dụng chắt thạch cao theo cách cổ điển với sợi đay để khôi phục nó và để lấy ra khỏi mặt đất mà không bị hỏng. Những bộ xương này hiện đang được trưng bày tại bảo tàng tiền sử Top's Kitchen do anh Peter Kabustin quản lý. Cha của hai đứa trẻ phát hiện ra bộ xương cho biết, chưa phải tất cả xương đều đã được chuẩn bị sẵn sàng để trưng bày. Kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Thế giới hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo.